Mini Việt Nam xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Như quý cô chú anh chị và các bạn cũng đã biết, trong thời gian vừa qua, các đơn vị đã tổ chức nhiều chuyến bay chở nhà ngoại giao, chuyên gia, nhà đầu tư, lao động kỹ thuật cao nước ngoài và thân nhân nhập cảnh. Các chuyến bay còn đưa công dân, lao động Việt Nam có nhu cầu về nước. Trong số này đã có rất nhiều lao động hết hạn hợp đồng, quá hạn lưu trú hoặc bị mắc kẹt tại nước ngoài. Tuy nhiên, người đứng đầu chính phủ nhận thấy công tác quản lý các chuyến bay còn bất cập. Sự phối hợp giữa các cơ quan còn thiếu chặt chẽ, nhất là trong khâu tổ chức và giám sát. Số lượng người nhập cảnh quá lớn trong thời gian ngắn gây khó khăn cho lực lượng chức năng phòng chống dịch, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Thời gian tới, dịch COVID-19 dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp trên thế giới và trong khu vực, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch. Thủ tướng yêu cầu các đơn vị kịp thời chấn chỉnh những bất cập nêu trên, tăng cường quản lý việc tổ chức các chuyến bay, tạo điều kiện thuận lợi cho người nhập cảnh nhưng đồng thời đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch. Các thủ tục liên quan cần được giải quyết nhanh, không để xảy ra quá tải, đảm bảo công khai, minh bạch, không trục lợi, tuân thủ quy định phòng chống COVID-19. Các đơn vị xem xét kỹ, giải quyết phù hợp các trường hợp nhập cảnh ngắn ngày, nhất là từ nay đến ngày 31 tháng 5. Trừ trường hợp đối ngoại do Bộ Ngoại giao chủ trì, đề xuất. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định và chịu trách nhiệm việc tiếp nhận, cách ly người nhập cảnh, không để lây nhiễm trong cơ sở cách ly và ra cộng đồng, báo cáo định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất với Thủ tướng. Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 về việc tổ chức các chuyến bay chuyên chở nhà ngoại giao, chuyên gia, nhà đầu tư, lao động tay nghề cao người nước ngoài và thân nhân nhập cảnh Việt Nam và công dân, lao động, học sinh Việt Nam về nước. Tăng cường phối hợp, giám sát, quản lý chặt chẽ công tác tổ chức chuyến bay, bảo đảm tần suất, đối tượng và số lượng người, chuyến bay theo kế hoạch được duyệt, phù hợp khả năng tiếp nhận trong nước, đồng thời tổ chức lực lượng chức năng để giải quyết nhanh các thủ tục liên quan, không để xảy ra tình trạng quá tải. Bảo đảm yêu cầu công khai, tránh trục lợi, tuân thủ các quy định phòng chống dịch COVID-19. Đối với các bộ ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông Vận tải và các địa phương liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao giải quyết nhanh, thuận lợi, công khai việc đưa công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước, người nước ngoài vào Việt Nam làm việc, đưa công dân Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, xem xét kỹ, giải quyết phù hợp các trường hợp nhập cảnh ngắn ngày, nhất là trong thời gian từ nay đến ngày 31 tháng 5 năm 2021, trừ các trường hợp đối ngoại do Bộ Ngoại giao chủ trì. Bên cạnh đó, căn cứ năng lực tiếp nhận của địa phương để đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh, thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm về việc tiếp nhận, cách ly người nhập cảnh, tổ chức giám sát chặt chẽ việc cách ly người nhập cảnh, bảo đảm tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, tuyệt đối không để lây nhiễm trong cơ sở cách ly và từ khu vực cách ly ra cộng đồng. Xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng trục lợi và không tuân thủ các quy định về phòng chống dịch. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất với Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện. Đồng thời, Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam chỉ thực hiện cấp phép các chuyến bay chuyên chở các đối tượng nhập cảnh nêu trên khi có ý kiến đồng ý, tiếp nhận cách ly người nhập cảnh của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Riêng Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao, cơ quan đại diện của ta ở nước ngoài và các cơ quan liên quan, Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh thông tin truyền thông về chủ trương, chính sách nhập cảnh và phòng chống COVID-19 của Đảng và Nhà nước ta, đồng thời tuyên truyền vận động công dân Việt Nam ở nước ngoài tuân thủ các quy định của nước sở tại, không nhập cảnh trái phép về nước. Từ tháng 3 năm 2020 đến nay, các chuyến bay thương mại quốc tế đều được cấp phép bay theo hình thức một chiều chở khách từ Việt Nam đi, chiều vào Việt Nam chỉ chở hàng. Người Việt Nam muốn về nước phải có hoàn cảnh đặc biệt, chuyên gia nước ngoài đến Việt Nam cũng phải xin phép.
tình hình COVID-19 tại Ấn Độ đã trở nên vô cùng nguy cấp khi số ca nhiễm hàng ngày gia tăng mạnh trong 2 tuần qua, khiến hệ thống y tế của nước này đối mặt với tình trạng thiếu trầm trọng giường bệnh, thuốc men và đặc biệt là oxy. Thậm chí, nhiều bệnh nhân COVID-19 được đưa vào khu điều trị tích cực của bệnh viện đã tử vong do áp lực oxy thấp khi nguồn cung oxy của bệnh viện này cạn kiệt. Reuters hôm 24 tháng 4 đưa tin Ấn Độ đã trở thành tâm chấn hoành hành của đại dịch COVID-19 với những bức ảnh chụp từ trên không cho thấy những dàn kiêu bằng củi được dựng lên ở thủ đô New Delhi. Quốc gia này đang nỗ lực trong tuyệt vọng để bổ sung nguồn cung cấp khí oxy y tế trợ thở khi các bệnh viện đang phải vật lộn để đối phó với tình trạng lây nhiễm tăng vọt. Ngoài ra, thân nhân của những người thiệt mạng vì COVID-19 phải vật lộn để tìm chỗ hỏa táng. Khi những nơi hỏa táng đã đầy người chết chờ đến lượt thiêu, nhiều gia đình buộc phải giữ thi thể của những người thân đã chết vì COVID-19 ở nhà trong nhiều ngày, Reuters đưa tin. Thủ tướng Ấn Độ trong cuộc họp với thủ hiến những bang dịch bệnh hoành hành mạnh nhất khẳng định chính phủ trung ương sẽ cung cấp sự hỗ trợ đầy đủ cho tất cả các bang và yêu cầu chính quyền các bang phải xử lý nghiêm các hành vi tích trữ, buôn bán chợ đen các loại dược phẩm thiết yếu. Người dân Ấn Độ cho biết, chúng tôi đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng trầm trọng. Một lượng lớn bệnh nhân cần phải chăm sóc đặc biệt ở các bệnh viện lớn bởi các bệnh viện nhỏ đang phải đóng cửa vì thiếu oxy và các thiết bị y tế. Điều này càng tạo thêm gánh nặng cho các bệnh viện lớn. Ấn Độ chưa bao giờ ghi nhận hơn 300.000 ca nhiễm mỗi ngày trong mấy ngày liên tiếp. Thủ đô New Delhi những ngày qua chứng kiến những dàn hỏa táng đỏ lửa đêm ngày. 6 bệnh viện ở New Delhi đã hết oxy, theo thông tin được chia sẻ bởi chính quyền thành phố. Điều này khiến nhiều bệnh nhân COVID-19 tiến triển nặng cần thở máy thiệt mạng. Những người đã mất người thân vì COVID-19 ở thủ đô của Ấn Độ, nơi có 306 người thiệt mạng vì COVID-19 trong 24 giờ qua, đang chuyển sang các cơ sở tạm bỡ tiến hành chôn cất hàng loạt và hỏa táng ngoài trời. Nhiều khu vực của thành phố gần 22 triệu dân, các dàn thiêu giả chiến đã được dựng lên để hỏa thiêu các thi thể. Cơ sở hạ tầng y tế yếu kém của nước này đang bị đè bẹp bởi làn sóng dịch COVID-19 thứ hai. Canada ngày 22 tháng 4 thông báo đình chỉ tạm thời các chuyến bay dân dụng từ Ấn Độ và Pakistan trong vòng 30 ngày, do lo ngại về đợt bùng phát hiện tại của virus COVID-19 tại hai quốc gia Nam Á này. Trong một cuộc họp báo, Bộ trưởng Giao thông Canada Omar Angaba cho biết, số trường hợp hành khách từ Ấn Độ và Pakistan dương tính với COVID-19 gia tăng gần đây buộc Canada phải có thực hiện biện pháp hạn chế. Các chuyến bay vận chuyển hàng hóa thiết yếu giữa Canada và hai nước này vẫn diễn ra bình thường. Canada là quốc gia mới nhất dừng kết nối hàng không với Ấn Độ. Từ ngày 18 tháng 4, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE, đã đình chỉ các chuyến bay thương mại với Ấn Độ trong vòng 10 ngày. Hành khách từng quá cảnh tại Ấn Độ trong vòng 14 ngày qua cũng không được phép lên máy bay tới UAE từ bất kỳ điểm xuất phát nào. Trước đó, Anh đã đưa Ấn Độ vào danh sách đỏ cảnh báo đi lại sau khi nước này phát hiện 103 trường hợp nhiễm biến chủng virus COVID-19 xuất hiện đầu tiên tại Ấn Độ. Văn phòng lãnh sự của Đại sứ quán Nga tại New Delhi cũng đã dừng hoạt động do dịch bùng phát mạnh tại Ấn Độ. Từ ngày 20 tháng 4, đặc khu hành chính Hồng Kông cũng đã bắt đầu dừng tất cả các chuyến bay với Ấn Độ trong vòng 14 ngày. Giá thuê chuyên cơ và vé trên những chuyến bay thuê bao đã tăng chóng mặt khi nhu cầu rời khỏi Ấn Độ bùng nổ. Không ngạc nhiên khi hành khách là những người giàu có đang tìm cách trốn chạy dịch COVID-19 trong nước. Việc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE, cấm nhập cảnh người bay từ Ấn Độ trong vòng 10 ngày đã thổi bùng cơn sốt vé và chuyên cơ. Giá vé máy bay thương mại đã tăng chóng mặt trước khi lệnh cấm có hiệu lực. Đối với chuyên cơ hoặc máy bay phản lực cỡ nhỏ chuyên bay thuê bao, chi phí các hãng bay bỏ ra và thu về có sự chênh lệch cực lớn.
Theo hãng thông tấn AFP, vé máy bay 1 triệu từ Ấn Độ đi Dubai xuất phát ngày 23 và 24 tháng 4 đã tăng gấp 10 lần bình thường, từ khoảng 100 lên hơn 1.000 đô la Mỹ. Tất cả các trang đặt vé máy bay đều báo lỗi khi yêu cầu vé xuất phát ngày 25 tháng 4. Một đại diện của hãng Incheon Aviation chuyên cho thuê chuyên cơ cho biết công ty nhận được hơn 80 yêu cầu thuê máy bay trong ngày 23 tháng 4. Chúng tôi đã yêu cầu thêm máy bay từ nước ngoài để đáp ứng nhu cầu. Chi phí thuê một máy bay 13 chỗ từ Mumbai đến Dubai là 38.000 đô la Mỹ, giá cho một máy bay 6 chỗ là 31.000 đô la Mỹ, vị này thông tin thêm. Air Charter Service India, một hãng khác chuyên bay thuê bao ở Ấn Độ, cũng đứng trước cơ hội làm ăn lớn tương tự. Chúng tôi có 12 chuyến bay tới Dubai trong ngày 24 tháng 4 và chuyến nào cũng kín chỗ, một phát ngôn viên của Air Charter Service India nói với AFP và mô tả tiền lời là điên rồ. Ngoài Dubai, một số hành khách của Incheon Aviation cũng hỏi về việc đến Thái Lan nhưng chủ yếu vẫn là UAE. Cộng đồng người Ấn Độ tại UAE lên tới 3,3 triệu người, chiếm hơn 1/3 dân số của quốc gia này. Nhu cầu mua ghế trên các chuyến bay thuê bao hoặc chuyên cơ tới Anh, Mỹ cũng tăng nhưng không đột biến như đường bay UAE, Ấn Độ. Ấn Độ đang trải qua đợt bùng phát dịch Covid-19 lớn khiến nhiều nước lo ngại. Liên tiếp trong mấy ngày đầu tuần này, Ấn Độ ghi nhận hơn 300.000 ca mắc Covid-19 mới mỗi ngày. Tình trạng quá tải, thiếu oxy y tế tại các bệnh viện liên tục xảy ra khiến khó khăn chồng chất.